Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 23 tháng 11, tại đường Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, người dân nghe nhiều tiếng nổ lớn và thấy khói đen bốc lên cao hàng chục mét, kèm mùi khét, từ nhà kho nằm phía sau một cây xăng. Người dân chứng kiến vụ việc đã hô hoáng, báo cho lực lượng chức năng. Lực lượng tại chỗ đã được huy động tham gia hỗ trợ dập lửa. Cây xăng gần đó cũng tạm dừng hoạt động, các nhân viên tại đây cũng tham gia dập lửa. Ngay sau đó, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đến hiện trường để tổ chức dập lửa. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.